Hello mọi người, đây nè, hôm nay là sau một trận mưa được chút xíu ở Nam Cali. Sau mấy ngày trời nắng nóng được một trận mưa mà cũng không có lớn lắm, mà làm cho cây trái bông của mình rụng rất là nhiều luôn. Nhất là cây táo thái của mình đó mọi người, nó rụng la lị đất luôn. Hôm nay mình ra vườn, mình thấy cái trái này, cái trái ổi thái của mình không hạt nè, thấy nó bự quá. Chắc mình cũng định chắc là mình hái hôm nay, mình hái vô luôn cho rồi, tại vì thấy nó cũng trắng quá rồi, để nữa mình sợ nó bị mềm á, cho nên là thôi hái luôn. Đây cứng quá ta, cứng luôn. Trái này là bự nhất luôn á, trong cái cây của mình. Đây là thái không hạt. Ây đây. Nó bị cháy cái đầu rồi mọi người. Rồi gió này nó cạ vô, nó làm chày hết trái ổi luôn. Nên là thôi, hái vô đi, để lâu nó mềm uổng lắm. Còn đây còn mấy trái trên cây, nhìn cũng bự không mọi người ha. Mình thích cái ổi thái này nè, trái nó sai mà nó bự lắm, cho nên là trồng mấy cây là ăn cũng nó cũng được lắm, cũng đã lắm rồi. Thôi khoe mọi người, nhìn trái cũng rai rai. Cái cây ổi đỏ của mình đây nè, cái trái này ở đây nè, cũng chín lắm rồi đây nè, không biết có nên hái vô luôn không. Mỗi lần ở nhà mình hái hái một trái thôi để dành ăn hết trái này xong rồi qua trái kia. Đây nè mọi người thấy không, nó tụi nó núp ở dưới này mà cũng bị cháy nắng luôn nè, cũng dễ sợ không. Mà cái trái này thì để lâu lâu một chút cũng được, không sao, nhưng mà mình thấy nó trắng quá, chắc là có lẽ hái cái này vô luôn hả ta. Nên mình hỏi ông xã mình coi hái trái nhỏ được chưa. Cái trái bự này thì ok rồi nè, mà cái trái bự này thì nó còn đẹp quá, không nỡ hái. Còn cái trái nhỏ này sao mà nó bị cháy tùm lum hết. Cái cây này là năm nay mình tưới hơi nhiều nước, cho nên là bông của mình nó bị rụng hết rồi, cho nên là giờ phải biết là phải ít tưới lại. Còn đây mình ra vườn mà thích nhất là ngắm ổi mọi người, tại vì cái ổi nhìn đã. Đây là ruby Đài Loan trồng từ hạt, đây được 2 bông, thì để coi nó có đậu nổi hay không. Sau cơn mưa là cây 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 cối nó xanh tươi, cây cóc nhìn cũng lớn hơn luôn. Trái là mọi người, lúc mà mưa đó bông của cái cóc mình nó cũng rụng nhiều lắm, rụng dưới đất, nhưng mà bông rụng của cóc đó là bình thường mọi người ơi, thường ngày không mưa nó cũng rụng ghê lắm, nhưng mà nó cũng đậu nhiều. Có chùm này nó vàng luôn rồi, mình chưa có dịp để ăn nữa đó. Cái cóc mình trồng ở gần mái hiên á, mình nghĩ nó thích mát mát, nó không có thích nắng lắm á, cho nên là rất là khỏe luôn. Mọi người thấy nè, nó bự chưa. Đây thôi mình hỏi ông xã mình á, anh nói thôi hái vô luôn đi chứ để nó quặt quèo nó cũng rụng mà, cho nên là mình hái vô luôn nha. Đây ruby đỏ, ruby đỏ vườn á mọi người, nhìn mà nó không có nắng á, nhìn nó buồn dễ sợ luôn. Tuy là trời vẫn hầm hầm lắm luôn á, cũng tám mấy 90 độ nè sau cơn mưa nè, mà nó không có một chút nắng nào, nhìn nó buồn ơi là buồn luôn. Mùa đông cũng sắp tới rồi, quay qua quay lại là mùa đông bây giờ. Sapuche của mình cũng còn lác đác, nó chín cây cũng nhiều lắm mọi người. Mình cứ hái lai rai mỗi ngày thôi chứ hái nhiều quá ăn không kịp, cho nên là tụi mình để lai rai, lâu lâu ra thấy trái nào mềm mềm thì hái vô,
là có tặng cho ai thì hái thêm vô. Mình hái rất là nhiều lắm rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn nè. Mà đa số mình nghĩ những cái trái này là chín rồi đó, mình có thể hái rồi mình vú á là nó ok rồi đó, nhưng mà tụi mình vẫn chưa hái xuống nữa, vẫn để dành. Đây, trong này có 3 trái thiệt bự, nhìn đã mọi người đó. Mình đáng lẽ phải nên hái luôn rồi đó, nhưng mà thôi, tại vì cũng chưa có ai ăn á. Mình cũng đã hái một mớ, mình để dành rồi, để vú rồi đó, cho nó mềm, cho nó chín á, mà cũng chưa kịp ăn. Cho nên là thôi để từ từ. Cây táo thái xanh của mình nè mọi người, trời ơi nó rụng bông, nó rụng thê thảm dưới đất luôn. Tại mọi người thấy cái bông mà nó yếu lắm, nó đâu có phải mạnh đâu, cho nên là gặp mưa gặp gió. Hôm bữa lúc mà trời nó trước khi nó mưa mọi người, nó gió coi như là hả muốn bay cái nhà luôn. Bởi vậy làm sao mà cây trái nào mà chịu cho nổi, coi như là bông của mình rụng thấy thương luôn. Đây nè mọi người, đó. Bông, cái cây này bông nó cũng nhiều lắm mà nó rụng cũng nhiều, cho nên mình cũng hy vọng là nó như cái cóc á, nó đậu cho mình vài trái đủ rồi, không có cần nhiều. Mọi người thấy bông là nhìn đã không? Mà nó, tại lúc đó mình ra ngoài vườn á, mình quét sân á, mình không có mang cái phone theo, mình không có quay cho mọi người nhìn nó bụng rụng bông với đất mà mình buồn ơi là buồn luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, nó cũng có nhiều bông lắm, nó như cái cóc, thì hopefully là nó sẽ đậu được vài trái cho mình. Hiện tại á, mấy cái trái mà nó đậu hồi trước nó cũng đã lớn lắm rồi nè đó, nhưng mà cũng rụng trái của mình rất nhiều rồi. Mấy cái trái này là mấy bữa mà trời nóng á, nó vàng hết trơn, nó teo luôn, nó nuôi không nổi. Dù mình có tưới cây nhưng mà thời tiết quá là khắc nghiệt á, nên nó cũng không có chịu nổi luôn. Rất là nhiều mấy trái li ti nó rụng hết, chỉ có mấy trái bự bự á, thì nó còn chống chọi nổi thôi. Đó, tự nhiên ở đây nó mọc ra một cái cành thiệt bự luôn, khỏe ơi là khỏe luôn. Ở đây mọi người ơi, mình mới mang vô nhà nè, thì mấy video trước á, mình cũng đã quay cho mọi người coi cái ổi thái không hạt rồi cái ổi đỏ rồi. Nhưng mà mỗi lần mình ăn á, mình cũng đều muốn chia sẻ với mọi người để coi cái mùi vị từng trái nó có thay đổi hay không. Thì đây, đây là cái thái của mình nè mọi người. Trái thì nó bự, mình nghĩ nó chín hơn cái trái lần trước mà mình đã ăn, cho nên là mình ăn thử trái bự coi nó có ngon hơn trái nhỏ không. Trái nhỏ lần trước á, là nếu như là nó bị chín nắng á, nó bị héo thôi. Cái cây trái này mới là chín đúng nè. Mình coi coi nó ra sao. Cắt mấy cái này đi. Đó, còn cái này là ổi đỏ. Đây, ổi đỏ mình cắt á, hôm nay mình thấy nó mềm tay hơn là ổi thái nha. Hôm nay mình cắt ổi thái, mình thấy cái thái nó có vẻ nó giòn hơn cái trái ổi đỏ. Thì để mình ăn coi ra sao. Nhưng mà hiện tại cắt á, thì thấy là nó mềm tay hơn là ổi thái. Đây, nè, ổi đỏ nè mọi người. Thấy không, cũng giống như trái trước, ở trong nó đỏ hồng. Cái trái này mình thấy chắc là nó chín hơn á, tại nó đỏ hơn cái trái lần trước mình cắt. Cũng vẫn không hộp nha mọi người, nó có một cái lỗ lỗ vậy thôi chứ nó không có gì hết. Đó, mình ăn ổi thái trước đi. Rồi mọi người nha. Ổi thái hôm nay giòn đậm đà. Cái trái này nó ngọt hơn trái lần trước mọi người. Tại vì nó chín hơn á, nên nó ngon hơn. Nó vẫn còn có độ giòn. Rất là ngon. Mùi vị cũng đậm đà lắm. Chút xúc vị chua. Để qua đây mình coi cái ổi đỏ. Ổi đỏ ở đây. Ổi đỏ này á, mình nghĩ mình để lâu rồi, nó hơi mềm chút xíu. Nhưng mà nó rất là ngọt, nó ngọt hơn cái trái hôm bữa mình ăn rất nhiều. Thì mình nghĩ á,
Chắc là cái ổi đỏ này mình để càng lâu nó sẽ càng ngọt, nhưng mà nó có khuyết điểm là nó sẽ bị mềm nếu mình để càng lâu. Lần trước á, mình ăn nó rất là giòn luôn nhưng mà nó có một chút xíu bị chua. Thì đó, mình nghĩ là trái này là hơi quá chín á, cho nên nó mới hơi bị mềm nhưng mà nó vẫn giòn ở bên ngoài nha mọi người. Chỉ có cái bên trong này là nó hơi chín quá thì nó hơi mềm mềm chút xíu thôi, nhưng mà cái vỏ bên ngoài nó vẫn giòn. Thì mình nghĩ cái trái này mình nên ăn sớm một chút xíu nữa là ngon lắm luôn á. Cái này mình để hơi chín. Vậy là mình nghĩ mấy cái trái trên cây mình là ăn được rồi, chứ để nữa nó sẽ mềm. Thì compare với cái trái lần trước á mình ăn á, thì cái trái này nó ngọt hơn rất là nhiều nhưng mà sẽ bị mềm chút xíu nè. Nhưng mà nó vẫn có độ giòn. Mọi người nghe mình nhai, nó vẫn còn giòn lắm. Nó giòn ở bên ngoài, bên trong thì nó hơi mềm. Nhưng mà lần trước mình ăn á là nó nguyên trái, nó giòn luôn, nó không có bị mềm mà rất là ngọt. Nhưng mà ăn như vậy mình cũng rất là thích, tại vì nó vẫn còn có độ giòn bên ngoài. Wow, mình thích thích ổi này mọi người ơi. Cái ổi này nè nó cũng ngon, nó cũng giòn nhưng mà nó không có cái mùi vị ổi đậm đà bằng cái ổi đỏ này. Tại cái ổi đỏ này nó như là ổi xá lỉ mọi người, nó có cái mùi đặc trưng của cái ổi đỏ mà không có ổi trắng nào mà có được hết. Cho nên nó là mình thích cái ổi đỏ này hơn, nhưng mà ngược lại là mình phải ăn đúng lúc, không thôi nó sẽ bị mềm. Còn cái này thì nó rất là giòn, ngon lắm mọi người ơi. Để mình cho ông xã mình ăn thử nha, để anh có ý kiến gì không. Mời. Ổi đỏ hôm nay hơi bị mềm rồi, tại vì mình để lâu quá. Nhưng mà bên ngoài nó vẫn còn ngọt lắm. Ê, bên ngoài nó vẫn còn giòn lắm. Bị Nè, thua. ổi đỏ nè. Ổi đỏ nó ngọt hơn nhưng mà nó hơi bị mềm bên trong tại mình để nó lâu, phải không? Cho nên mình ăn á, mình nên để cho nó đúng lúc chút Ổi đỏ xíu, thơm. nó thơm hơn rất là nhiều. Nhưng mà mọi người biết sao không, cái ổi trắng này nè nè, mọi người thấy một trái nó to, nó bự, nó dày cơm, mình ăn nó rất là đã. Còn cái ổi đỏ đó, lần trước mình chỉ cho mọi người cái cây, cái trái mình hái á, thì nó bự hơn cái này gấp đôi chút xíu thôi. Cái trái ổi đỏ nó không có bự như là trái mấy cái ổi trắng như là ổi Thái này nè. Cái đặc điểm của nó rất là to và nó sai trái, cho nên ổi á, mình trồng á, có loại này loại kia, loại nào nó cũng ngon hết, có một vị của nó mà tùy theo khẩu vị mỗi người thôi, nhưng mà loại nào cũng ngon và cũng nên trồng. Thôi video cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc tại đây. Hôm nay mình lại khoe mọi người ổi nhà mình nữa, thì mỗi lần mình ăn mình cố gắng review cho mọi người coi, để cho biết được là nhiều lúc ổi mỗi trái nó mỗi có mùi vị khác nhau, tuy là nó cùng một cây nhưng mà mình hái khác thời điểm hay là không không đúng thời điểm thì nó sẽ có mùi vị khác nhau, cho nên không có phải như trái nào cũng như trái nào, nhưng mà đa số thì nó cũng giống nhau. Thôi chào tạm biệt mọi người nha.